Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Anh ngữ ASA. Mình tên là Võ Oanh và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên mục ôn tập các cấu trúc thường gặp trong phần thi IELTS nhé. Và cấu trúc ngày hôm nay mà các bạn sẽ ôn tập đó chính là cấu trúc said that. Sau khi học xong cấu trúc said that này thì chúng ta sẽ tiến hành biến đổi cấu trúc said that về cấu trúc so that mà chúng ta đã học hôm bữa nhé. Rồi, đầu tiên mình sẽ đi tìm hiểu said that là gì. Said that có nghĩa là thật là, đến nỗi mà. Đây chính là nghĩa tiếng Việt của cấu trúc này. Vậy khi các bạn gặp những câu tiếng Việt mà trong câu đó xuất hiện các chữ thật, đến nỗi mà, hoặc là thật là, đến nỗi mà, thì chúng ta sẽ chuyển nó về cấu trúc said that. Cũng giống với so that, thì cấu trúc said that được sử dụng để mô tả mức độ của sự việc. Ví dụ các bạn sẽ có một câu như sau: cô ấy thật đẹp đến nỗi ai cũng yêu quý cô ấy. Vậy đây là cái câu tiếng Việt mà thường chúng ta hay sử dụng để mô tả về một cô gái đẹp khi mà mình bắt gặp ngoài đường. Và trong câu này thì các bạn sẽ thấy là xuất hiện từ thật và đến nỗi. Vậy dựa vào hai cái từ này thì mình biết ở câu này khi viết lại tiếng Anh, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc said that để viết lại nó. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu về cấu trúc của câu này nhé. Cũng giống với so that thì said that chúng ta sẽ có hai mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất đó chính là mệnh đề chỉ mức độ. Vậy cấu trúc của mệnh đề chỉ mức độ sẽ là chủ từ cộng với động từ cộng với said, có thể đi kèm với mạo từ a hoặc an ở phía sau. Tiếp theo sẽ là đến tính từ và cuối cùng là danh từ. Đây chính là cấu trúc của mệnh đề chỉ mức độ. Và thứ hai chúng ta sẽ có là mệnh đề that. Đối với mệnh đề that thì bắt đầu bằng từ that và ở phía sau chúng ta sẽ có chủ từ đi với động từ. Các bạn lưu ý ở cả hai mệnh đề này thì động từ của mình phải chia theo thì và chủ từ đứng ngay phía đằng trước. Nó cũng gần giống với cấu trúc so that mà mình vừa mới ôn tập hôm bữa luôn nha các bạn nha. Đã. Bây giờ mình sẽ lấy lại cái ví dụ ở đầu bài để phân tích về cấu trúc này cho các bạn hiểu nha. Cô ấy thật đẹp đến nỗi ai cũng yêu quý cô ấy. Vậy tương tự thì giống như hồi nãy mình thấy nè, xuất hiện chữ thật và chữ đến nỗi. Vậy tức là mình phải chuyển về such that. Vậy trước tiên mình phải phân biệt mệnh đề nào trong này đi với such và mệnh đề nào trong này sẽ đi với that. Đầu tiên, mệnh đề chỉ mức độ chúng ta sẽ có là cô ấy thật đẹp. Vậy phần còn lại từ đến nỗi ai cũng yêu quý cô ấy sẽ tương đương với mệnh đề that của mình. Đã. Vậy trước tiên sẽ là mệnh đề chỉ mức độ trước nhé. Trong này thì cô ấy đứng ở vị trí chủ từ thì bạn sẽ có thể viết lại thành she. Đã. Đẹp ở đây thì cơ bản chúng ta đều hay sử dụng đó chính là cái tính từ beautiful. Và các bạn nhớ là gì ạ? Là beautiful ở đây là một tính từ. Vậy mình nhớ ở câu này mình còn đang thiếu là động từ, đúng không ạ? Vậy mình phải đi tìm một động từ có thể đi kèm được với tính từ ở ngay phía đằng sau. Vậy thì động từ có thể đi kèm với tính từ ở phía đằng sau chỉ có thể là các linking words mà thôi. Vậy trong này mình sẽ sử dụng đó chính là động từ to be. Được chưa? Và các bạn nhớ là động từ to be này chúng ta sẽ phải chia theo thì của câu này là thì hiện tại đơn. Và chia theo chủ từ đứng ở ngay đằng trước là chữ she. Tiếp tục đến mệnh đề thứ hai, đó chính là mệnh đề that. Rồi, vậy chúng ta sẽ thấy nè, ai cũng yêu quý cô ấy. Vậy cái mệnh đề này chúng ta sẽ viết lại bằng tiếng Anh, đó chính là everyone likes her. Các bạn nhớ nha, ai có nghĩa là everyone và chúng ta phải mặc định everyone là số ít, được chưa? Nên là động từ like ở phía sau các bạn phải thêm s.
Rồi, vậy khi mà mình đã phân tích được các phần tử có trong câu này rồi, thì bây giờ mình chỉ cần gộp nó lại và áp dụng cấu trúc của set that vào nữa là xong. Vậy thì viết lại câu hoàn chỉnh, chúng ta sẽ có She is such a beautiful girl that everyone likes her. Vậy các bạn nhớ động từ to be ở mình đề thị mức độ, mình sẽ chia về thành is. Và các bạn nhớ sau is là sẽ đi với such, được chưa? Rồi, sau đó tiếp tục chúng ta sẽ đi với mạo từ a, vì ngay đằng sau là tính từ beautiful. Và các bạn nhớ nè, là tính từ beautiful này thì nó sẽ bổ nghĩa cho danh từ girl ở phía sau. Thật là một cô gái xinh đẹp đến nỗi ai cũng phải thích cô ấy. Được chưa? Và các bạn nhớ nha, là như hồi nãy thì mình có lưu ý là cái mạo từ hoặc an này chúng ta có thể thêm vào hoặc không thêm vào, tùy theo cái danh từ đi kèm ở phía sau của bạn là danh từ đếm được hay không đếm được, là danh từ số nhiều hay là danh từ số ít. Được chưa? Rồi, đó là ví dụ thứ nhất. Tương tự thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phân tích một cái ví dụ thứ hai để mà mình thấy được việc sử dụng such that đi với danh từ số nhiều ở phía đằng sau. Ngoài cái việc là cái cô gái này thật đẹp đến nỗi ai cũng phải thích ra, thì chúng ta sẽ có là cô ấy có đôi mắt thật đẹp đến nỗi tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Rồi, vậy tương tự thì trong này chúng ta cũng sẽ thấy là xuất hiện chữ thật và đến nỗi. Vậy tức là mình phải áp dụng cấu trúc such that để hoàn thành câu này. Vậy trước tiên phân tích mệnh đề thì mệnh đề chỉ mức độ chúng ta có ở đây là cô ấy có đôi mắt thật đẹp. Và mệnh đề that ở đây chúng ta sẽ có là đến nỗi tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Rồi, vậy bây giờ chúng ta cũng sẽ tiến hành đi phân tích từng mệnh đề một nhé các bạn. Vẫn là chủ từ cô ấy sẽ được thay bằng chữ she. Rồi, đôi mắt thật đẹp, các bạn nhớ nè, đôi mắt có nghĩa là số nhiều. Vậy chúng ta phải là eyes thêm s ở đằng sau. Và cái tính chất của đôi mắt này là thật đẹp thì nó sẽ đi kèm với tính từ bổ nghĩa ở đằng trước là beautiful, beautiful eyes. Và cuối cùng là động từ của mệnh đề này, đó chính là động từ có. Vậy chúng ta có sẽ là have, nhưng vì chủ từ của mình là she nên sẽ được chuyển về thành has. Rồi, và tiếp theo là mệnh đề that. Không thể rời mắt khỏi cô ấy. Không thể thì các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ sử dụng đó chính là modal verb cannot. Rời mắt khỏi ai đó thì chúng ta sẽ có là take someone's eyes off someone. Ở đây thì chúng ta sẽ có là cannot take my eyes off her. Không thể rời cái đôi mắt của tôi khỏi cô ấy. Được chưa? Vậy cũng tương tự giống cái ví dụ số 1 hồi nãy thì mình cũng sẽ áp dụng cấu trúc set that để hoàn thành lại cái câu này. She has such beautiful eyes that I can take my eyes off her. Các bạn để ý nè, nếu như hồi nãy ngay sau động từ của mình và ngay trước tính từ mình sẽ thấy xuất hiện mạo từ a, vì cái chữ girl ở đằng sau là số ít, thì bây giờ trong câu này các bạn sẽ thấy eyes là số nhiều, tại vì là đôi mắt có nghĩa mình có đến hai con mắt là đúng không ạ? Thì khi mà nó đã là số nhiều thì chúng ta không thể đi kèm với mạo từ hoặc an ở đằng trước, được chưa? Nên là các bạn nhớ hồi nãy trong cấu trúc chung ban đầu mà mình có nói hoặc an là mình để trong dấu ngoặc đơn, có nghĩa là có hay không là tùy theo danh từ đi kèm ở phía đằng sau. Rồi, và cannot thì ở đây mình sẽ viết tắt thành can't, that I can't take my eyes off her, đến nỗi tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Được chưa? Đó chính là hai ví dụ của cấu trúc set that khi áp dụng với danh từ số ít và số nhiều. Vậy các bạn nhớ lại một chút giùm mình ha. Nếu như hôm bữa chúng ta học cấu trúc so that được áp dụng với các loại từ như sau. Thứ nhất là trạng từ. Thứ hai là tính từ.
Thứ ba là danh từ. Thì đối với cấu trúc set that này thì chúng ta chỉ áp dụng với danh từ mà thôi. Đã. Đó chính là toàn bộ cái phần cấu trúc của set that. Và sau khi học xong cấu trúc của set that rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi biến đổi giữa cấu trúc set that và so that với nhau. Các bạn lưu ý là hai cấu trúc này mình có thể thay đổi với nhau nha các bạn nha. Rồi. Phải nhắc lại cấu trúc một chút xíu. Cấu trúc của set là chủ từ cộng với động từ cộng với set, có thể thêm mạo từ a hoặc an, tính từ cộng với danh từ ở đằng sau. Và mệnh đề that thì chúng ta sẽ có là that đi với chủ từ và động từ. Đây chính là cấu trúc của câu set that. Và nhắc lại một chút xíu cấu trúc của câu so that thì chúng ta sẽ có ở mệnh đề chỉ mức độ của so là chủ từ đi với động từ, đi với so và tính từ. Vì ở đây các bạn sẽ thấy là trong set chúng ta sử dụng tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng sau. Nên ở đây thì mình cũng chỉ sử dụng mệnh đề so ở với tính từ mà thôi. Và cuối cùng là mệnh đề that, là that đi với chủ từ cộng động từ. Vậy các bạn lưu ý nè, là ở hai mệnh đề này thì chỉ có set biến đổi về so hoặc ngược lại so biến đổi về set. Còn mệnh đề that là chúng ta sẽ giữ nguyên, không đổi gì hết. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ mình sẽ áp dụng thử cái cấu trúc này vào việc biến đổi nhé. Rồi, chúng ta sẽ có một câu như sau. Ngôi nhà thật là đắt, đến nỗi không ai có thể mua nó. Vậy trong cái câu gốc của mình, các bạn sẽ thấy xuất hiện từ thật là đến nỗi. Vậy tức là ở đây chúng ta sẽ viết nó bằng cấu trúc set that. Đó. Vậy áp dụng cấu trúc set that, các bạn sẽ có là it is such an expensive house that nobody can buy it. Các bạn nhớ là ở đây do cái tính từ của mình là expensive bắt đầu bằng nguyên âm e, nên là ở đằng trước bắt buộc chúng ta phải đi với mạo từ an chứ không thể đi với mạo từ a. Và ngay phía sau sẽ là danh từ house số ít. Rồi, không ai có thể mua nó thì chúng ta sẽ có là nobody can buy it. Rồi, đây là câu set that. Vậy áp dụng xuống cấu trúc so that ở bên dưới. Vậy tương tự thì mệnh đề that là chúng ta vẫn giữ nguyên. That nobody can buy it vẫn sẽ là that nobody can buy it. Nhưng mà mệnh đề set ở đằng trước thì mình sẽ biến đổi về mệnh đề so như sau. Rồi, the house is so expensive that nobody can buy it. Các bạn nhớ là đối với câu so thì chúng ta sẽ lưu ý điều gì ạ? Là ở sau tính từ mình không có danh từ đi kèm. Vậy thì cái danh từ house của cấu trúc set chúng ta sẽ đẩy nó lên làm chủ từ. The house is so expensive that nobody can buy it. Rồi, đó chính là cái phần biến đổi giữa so that và set that. Vậy ví dụ ngược lại, nếu như người ta cho mình là the house is so expensive that nobody can buy it, thì bạn cũng có thể viết nó ngược trở lại với cấu trúc set that là it is such an expensive house that nobody can buy it. Được chưa? Và các bạn nhớ cái chữ it mà chúng ta đang sử dụng trong cái mệnh đề set ở đây là một chủ từ giả nha các bạn nhé. Còn chủ từ thật của mình đó chính là cái house, có nghĩa là ngôi nhà. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần practice của mình. Rồi, mình vẫn lấy lại cái bài tập hôm bữa khi mà chúng ta học cấu trúc so that, đó chính là nối cột A và cột B thành câu hoàn chỉnh và chuyển phần còn thiếu sang tiếng Anh. Rồi, đây chính là cái phần bài tập hôm bữa mà chúng ta đã hoàn thành ở cấu trúc so that. Và bài tập này thì chúng ta đã có nối cũng như là viết lại thành các câu hoàn chỉnh. Vậy câu đầu tiên là giáo viên của chúng tôi thì thật vui tính.
Đến nỗi cô ấy luôn làm chúng tôi cười. Dạ, vậy đây là một câu mà mình đang viết ở dạng là so that. Rồi, vậy từ một câu sử dụng cấu trúc so that này, mình sẽ viết nó lại thành cấu trúc such that như sau. À, sorry các bạn ha. Tiếp tục là câu thứ hai. Chúng ta sẽ có là anh ấy nói tiếng Anh quá trôi chảy, đến nỗi mọi người đều nghĩ anh ấy là người Mỹ. He speaks English so fluently that everybody thinks he's an American. Câu thứ ba, chúng ta sẽ có là cô ấy quá nhút nhát, đến nỗi cô ấy chỉ nói chuyện được với ba mẹ của mình. She is so shy that she would only talk to her parents. Và cuối cùng đó chính là đôi giày này thì quá đắt tiền đến nỗi tôi không có đủ khả năng mua. Là those shoes are so expensive that I can't afford them. Đó. Đó chính là bốn câu mà mình đã hoàn thành ngày hôm bữa và áp dụng cấu trúc so that để viết lại nó. Rồi, vậy bây giờ từ bốn cái câu này mình sẽ tiến hành chuyển nó về dạng such that. Và nhớ như hồi nãy mình đã có lưu ý với các bạn là đối với such that thì chúng ta sẽ sử dụng đó là chủ yếu là tính từ đi với danh từ ở phía đằng sau. Rồi. Vậy câu đầu tiên, Our teacher is so funny that she always makes us laugh. Rồi, vậy thì đầu tiên như chúng ta đã nói, mệnh đề that là giữ nguyên nên là mình sẽ không đụng đến mệnh đề that ở đây mà mình chỉ đi giải quyết mệnh đề so. Our teacher is so funny. Vậy từ mệnh đề này mình sẽ đổi về mệnh đề such that như sau. She is such a funny teacher. Tại sao ở đây chủ từ mình lại có là she ạ? Tại vì ở đây thì các bạn sẽ thấy giáo viên có thể là nam hoặc nữ. Nhưng vì mệnh đề that ở phía sau, chủ từ các bạn sẽ thấy là she thay thế cho our teacher. Nên là chủ từ trong mệnh đề such mình sẽ để là she. She is such a funny teacher. Thật là một giáo viên vui tính. Đến nỗi cô ấy luôn làm cho chúng tôi cười. Và các bạn nhớ nha, như hồi nãy mình đã nói là cái mệnh đề that là chúng ta luôn luôn giữ nguyên khi biến đổi hai cấu trúc này với nhau. Và mình chỉ đổi về từ mệnh đề so và mệnh đề such hoặc ngược lại such về so. Được chưa? Rồi, tiếp tục câu thứ hai. He speaks English so fluently that everybody thinks he's an American. Vậy mình để ý nè. Trong câu này thì chúng ta lại thấy là cấu trúc so đi với trạng từ fluently thay vì đi với tính từ. Mà như hồi nãy mình đã có nhấn mạnh là thường thì đối với cấu trúc such là chúng ta chỉ đi với danh từ. Và trước danh từ thì các bạn có thể thêm một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó. Được chưa? Nhưng ở đây thì mình sẽ thấy là nó là ở dạng trạng từ. Thì gần như chúng ta sẽ không thể biến đổi cái cấu trúc của mệnh đề so này về cái dạng such. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ chuyển qua câu số 3. She is so shy that she would only talk to her parents. Ok, trong này mình thấy tính từ là chữ shy. Vậy từ câu này mình có thể viết về cấu trúc such với tính từ này được. Rồi, vậy mình cũng sẽ tập trung vào mệnh đề so để biến đổi thành mệnh đề such và mệnh đề that ở phía sau là giữ nguyên. She is so shy có nghĩa là cô ấy thật nhút nhát. Vậy khi viết lại mệnh đề such mình có thể viết là gì ạ? Thật là một cô gái nhút nhát. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có là She is such a shy girl. Thật là một cô gái nhút nhát. Đến nỗi cô ấy chỉ nói chuyện với ba mẹ của mình. Rồi, và cuối cùng là Those shoes are so expensive that I can't afford them. Rồi, mệnh đề that vẫn giữ nguyên nha các bạn nhé. Và chúng ta sẽ tập trung vào mệnh đề so. Those shoes are so expensive. Có nghĩa là cái đôi giày này thì nó thật là đắt tiền. Vậy mình đổi về such là gì? Thật là một đôi giày đắt tiền. Vậy các bạn để ý nè. Thật là một đôi giày đắt tiền. Thì chúng ta sẽ có là Those are such expensive shoes. Các bạn nhớ nha là shoes ở đây của mình là chỉ về đôi giày. Có nghĩa là hai chiếc giày thì nó phải là số nhiều. Thì ngay sau such
Và trước tính từ chúng ta không có mạo từ hoặc ần ở đây. Và động từ to be của mình thì các bạn nhớ để ý là chuyển về are. Those are such expensive shoes that I can't afford them. Thật là một đôi giày đắt tiền đến nỗi tôi không có đủ khả năng để mua nó, để mua chúng. Được chưa? Rồi. Vậy đó chính là kết hợp giữa hai dạng câu so that và such that để hoàn thành cái bài tập mà chúng ta đã có từ bữa đến giờ. Rồi. Đó cũng là cái phần kết thúc cho cái bài giảng ngày hôm nay. Ôn tập về cấu trúc such that cũng như là chuyển đổi từ such that về so that hoặc là ngược lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ là về nhà mình cố gắng review lại những cái công thức này để chúng ta có thể nhớ được cấu trúc cũng như là sử dụng một cách chính xác vào những cái bài thi hoặc là bài viết IELTS của mình nhé. Trong quá trình giảng dạy, sai sót là điều không thể tránh khỏi. Hy vọng các bạn bỏ qua và góp ý để giúp cho kênh YouTube của Trung tâm Anh ngữ ASA ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Và chúng mình sẽ cố gắng ra thật là nhiều clip về các nội dung để có thể để giúp các bạn có thể mở rộng được kiến thức của mình về phần tiếng Anh. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài clip tiếp theo nhé. Bye bye!